Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Nhung Hà xách hai cái rổ luôn cả nhà. Ôi ôi, anh bạn của ông xã mình á, bữa hôm cho mình một mớ mận luôn. Mình ăn mình ngon quá trời luôn. Cái mình mới làm cái chả giò mình tặng lại cho ảnh. Cái mình xin cho em hai rổ nữa nhé. Anh nói trời ơi, bợ nguyên cây về luôn đi em. Đó. Trời, cả nhà xem nè, đây mận của ảnh nè. Ở đây nữa nè. Đây nè. Gọi là đây cả nhà thấy không? Mận gì đâu mà quanh người Nhung Hà luôn nè, mận nè. Đây cả nhà xem nè, mận của nhà ảnh như vậy đó cả nhà. Còn mà không ham sao được, trời ơi gì đâu ham, dễ sợ ham luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình đi hái mận nha. Lại xách chả giò đi tặng bà, đổi trái cây mang về ăn. Ôi, trái cây này là ảnh không bón, một gọi là không có bón thuốc, không có bón phân, là tự nó hút ra chất ở dưới lòng đất á, nó có trái thôi cả nhà ơi, chứ anh không có bón miếng phân nào luôn á. Anh nói vậy đó, anh đâu có bón phân gì đâu, là tự nó có trái rồi tự nó rụng trái luôn, ngắn nó vậy đó. tự đậu và tự rụng luôn, chứ anh có ăn đâu, nhiều quá ăn sao hết cả nhà. Trái hàm dễ sợ luôn, má ơi, trên kia kìa, quá chừng luôn, cái nhánh trên kia bự cao. Mình nói là mình cái ông xã mình lấy cái thang cho mình mà mình vẫn chưa có lấy được nữa. Mình lo đi làm quá à nha. Ta cứ sẵn tiện đi làm xong rồi tiện địa qua xong rồi đi về. Mà về tới nhà là lo tới vườn rau của mình nên là không có ấy được. Mà đi xe mình bỏ đâu có bỏ cái thang được đâu. Lần sau á, nhờ ảnh bỏ cái thang ra ngoài á, mình hái cho nó dễ. Nhà ảnh có thang rồi, mình bỏ vô lại dùng cho ảnh vậy đó. Ôi, hái hai rổ nó mang về nha. Đó, anh cứ kêu là cứ hái thoải mái, ưng hái nhiều hái, mình cứ hái cho đã tay luôn. Nhà mình mà có cái mận về bạn tới nhà mình cũng kêu hái, ưng hái nhiều hái. Chứ mình, trời ơi, khi mà mình đã có nhiều vậy mình đâu có ăn hết đâu. Còn cái trái này đó, nó chín quá đó cả nhà. Nó chín như dằn đó. Lần sau nó chín nữa mình xuống mình hái tiếp. Này là mới hườm hườm thôi đó. Tại mình nói là mình muốn hái hườm hườm. Anh nói là chưa có chín lắm em. Khi nào mà chín thì anh gọi. Mà mình nói là mình thích hái một ít hườm hườm để mình ăn từ từ á. Cái anh nói ô vậy thì xuống hái được rồi, tại vì là anh nói hườm rồi. Ôi, đây như mấy trái này hườm nè. Đó, về mình ăn từ từ được, không có vói lần này được. Ồ, vói được mấy trái. Vói được 3 trái. Rồi, 4 trái. Đó. Ủa, đi ra mấy ăn sau xem có trái bự mà hái nè. Rồi mấy trong đây có mấy trái này đó. View bên trong đi ra nhé. Hồi nãy là mình hái view bên ngoài nhìn vô trong, bây giờ là hái view bên trong nhìn ra ngoài thì nó tốt hơn. Mà hái mấy trái đỡ đi ha. Trời ơi, đen chùm nè, ham chua đó. Mận gì đâu mà nguyên cả chùm, ham dễ sợ chưa nha. Đây, trời ơi, ưng hái nguyên cái chùm này luôn, dễ sợ luôn đó nha. Trái gì đâu mà ham dễ sợ luôn. Bây giờ mận vô đó đây nha, ham không? Ôi, vậy là mình hái nguyên chùm luôn rồi. Thôi chừa lại, để khao hái nè. Trái này bự hái luôn nè. Cái chùm này hái nè. Hàm. Rồi, trái gì đâu, hàm thiệt luôn á. Đây trái nè. Địa lại cái chùm này tiếp. Rồi, đi ra ngoài. Hái mấy trong chén rồi, giờ đi ra ngoài. Đây trái lủng lẳng nè, chín nè, mấy trái này chín rồi nè. Kẹo qua đây, trái này chín nè, trái bên đây chín nè. Ôi, cái chùm này nè, ham chưa? Cả rổ mình lại mang đi tặng bạn tí. Ôi, đây nè, ham chứ sợ lắm. Trái nè, ô hai trái này bự hái rồi nè. Đây nữa nè. Cái máy trong đây trái bự bự không nè.
Rồi, cho em chùm lại cái nữa. Chùm lên đầy đủ đi chưa? Rồi. Mấy cả chùm bự luôn. Rồi. Wow. Đây nè. Ôi, mới đây được cả rổ rồi nè cả nhà. Ôi, gần rổ đầy luôn rồi đó. Đây cả nhà ơi, mời cả nhà, trái này nó chín rồi, chín vàng ươm luôn. Wow. Trái này siêu super ngọt luôn cả nhà ơi. Ngọt quá, ăn được nguyên cái vỏ. Trời ơi, nó ngọt dễ sợ con trái này nữa. Đây, mời cả nhà. Đã quá. Trời ơi, gì đâu. Mận ơi, mận ơi. Thà em ngọt mà ngon quá trời luôn mận ơi. Bên kia kìa, đó. Em làm mang túi ba ghe mang theo mà đựng nhà ơi đó. Trái gì đó trên kia nè. Wow, trời ơi cả nhà ơi, ham quá, ham quá đi thôi. Đây nữa nè, đó bên kia nữa kìa đó. Wow, một cây hùng vĩ lắm cả nhà ơi, cây của nó nè, đi xa là quay cả nhà xem cái cây của nó nè. Vậy đó, cây đó vậy đó cả nhà. Đó, một cái cây bự vậy đó, 40 tuổi, 50 tuổi rồi, tút ở trên kia nữa, sao hái. Chỉ có hái mấy thằng dưới thôi, chứ trên kia là tựa rụng rồi đó. Ít vừa nó tới là nguyên một bãi rụng rồi nha. Đó, trời ơi, mấy thằng kia kìa. Ham quá trời quá đất luôn. Hái tiếp, hái tiếp, hái tiếp. Cái này là đúng là phải may túi bự đi hái. Thêm cái cây mận tím nữa là ta nói hả, đủ bộ luôn cả nhà. Thôi đi tìm mấy cái trái hôm hôm hái. Ô, cái chùm bên đây quá chừng trái này đó. Hái luôn, hái luôn. Cái bể nó rụng tiết đó nha. Mình tìm cái trái bự chứ còn không thì nhiều dữ lắm. Đây nè. Ôi, bên đây hai trái nữa kia nè. Trái gì đâu mà ham dễ sợ luôn má ơi. Rồi, cái rổ kia là mình thấy là đầy dữ lắm rồi đó nhà. Mình tìm cái rổ nhỏ nữa thôi ha. Bây giờ tìm trái nhỏ thôi chứ trái lớn à mình tẻm hết bữa giờ. Cái mấy ăn dưới là mình tẻm bữa giờ là hết trái bự rồi. Wow, trời ơi, nãy giờ ngang qua mà không thấy ba cái trái này nó chín rồi nè. Lát nữa về ăn mấy trái chín này đó. Nằm ở dưới này dễ hái. Trái này cũng chín rồi nè. Ồ, cái chùm bên đây quá chừng luôn rồi. Bên kia kìa. Mình chỉ hái được ở dưới thôi chứ ở trên thì chịu. Cái trái này chín nè. Trái này chín nè. Ồ, mấy ông đây quá chừng luôn nè. Đi đâu? Quá chừng bên đây. Chùm này nè. Chùm này có mấy trái chín siêu mùi luôn. Chín mùi luôn. Ôi ôi. Ôi rồi xong. Chùm luôn rồi. Ôi rồi xong. Lụm trái vô. Đó. Đây có trái nè. Đây có trái nè nè. Đó. Trái này chín mỏng ăn đã ngọt luôn nè. Ôi cái này là wow, nhiều quá, trái gì đâu mà ham, dã man luôn.
Ôi cả nhà có ai hái như phụ Nhung Hà không? Nãy giờ là mình hái mỏi tay luôn rồi đó cả nhà. Wow, 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 rớt. Đây 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 nè, trời ơi, dày đặc, nguyên cả chùm luôn nè. Ôi má ơi, đi đâu, cái chùm này xin nguyên cái cọng luôn đây. Đó, 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 trời ơi, ham chưa. Đó, nguyên chùm luôn, đó, ôi, ham dễ sợ luôn. Trong đây nè, mình chưa bao giờ mình thấy cái mận nào mà nhiều như vậy luôn á. Mình thấy trong tivi thôi chứ mình chưa có được sợ để hái giống vậy. Tính trời ơi, ăn thử trái này thử. Wow, cái chùm này ham dễ sợ luôn cả nhà ơi. Hái nữa cả nhà. Ngọt quá. Ngọt cứng một đường quá. Thiệt luôn á, trời ơi, cái này là đường chứ phải mận nữa. Trái rồi mà ham á trời. Trên đây trái bự quá trời nè. Wow. Trời ơi, ham quá. Ham gì đâu rồi, ham lên. Wow. Hoa mắt rồi, không biết trái nào hái luôn á nhờ. Ui, ui. Hay quá, rất vô rõ luôn. Hai trái này là mới rớt nè. Vô luôn nè, vô luôn. Trời ơi, đầy ắp, đầy ắp, đầy ắp luôn. Quá. Wow. Cả nhà xem mận lủng lẳng, lủng lẳng. Cái này là đứng, cái này là há miệng chờ sung rụng nè. Cái này là há miệng chờ mận rụng nha. Đó. Này hả? Trời ơi, cái này mà có cái thai ha. Tìm nó trái chín chín, đứng trên cái chùm này ăn luôn nè. Trời ơi, chùm này thì đâu mà. Trời ơi, trái cực luôn. Ô má ơi. Trên cao nó bự bự không ha. Ăn no luôn á nha. Cả nhà ơi, hai rổ rồi. Thực sự mà nói là mình không thể nào hái nổi nữa. Chỉ hái được vậy thôi. Mình hái đã dùng mỗi tay dữ lắm rồi. Hái được hai rổ là mình đi về nha cả nhà. Bây giờ mình tìm á, một tới hai trái nữa. Rồi mình ăn tại trận. Hai cái chỗ này xong rồi mình đi về thôi nha. Rồi, mặn không á? Cái đất này chứng tỏ chắc nó tốt dữ lắm rồi nha. Tại cái mận nhiều trái mà nó có bón phân gì đó mà trái quá trời luôn. Chứng tỏ cái chỗ này đất chắc là tốt dữ lắm nè. Ồ, ngồi với cái chùm này luôn cả nhà ơi. Đợi xem có trái nào đỏ. Đây đây đây, cái chùm này nó xà xuống dưới đất luôn. Đó, giờ ngồi đây. Ăn không? Ngọt quá. Trời là ngon. Ngon quá. Cái chín nè. Đó. Ngon. Ngon quá. Trời ơi, đã. Ngon quá mà mình không nói nên lời luôn rồi nhỏ. Cắn rồi. Wow. Ngon quá. Trời ơi, cảm ơn cây mận đẻ ra được nhiều trái như vậy. Trời ơi, trái gì đâu mà dữ à. Trái nó ngọt quá, nó uống nước quá trời ha. Trái nào mà nó chín quá trời là nó nước bao la luôn. Ngon. Bây giờ mình lụm mấy cái trái nào mình ăn á, bỏ trong cái rổ riêng mình. Anh dục rồi nha, dục lung tung hồi sợ anh la. Thêm trái nữa nha cả nhà. Trái này chín ha. Chưa, trái này chưa, trái này ok nè.
Rồi ôi, ăn bị ghiền rồi nhà ơi, làm trái nữa. No luôn. No, ta nói về nhà khỏi ăn cơm luôn. Ăn cái này không no bụng luôn. Rồi, quá đã. Chưa bao giờ mình ăn mặn mà đã như ngày hôm nay luôn rồi nhà ơi. Nó ngon, nhiều nước. Mà hả, không hiểu sao nó tươi rồi nhà, ăn ngon. Ăn trái này là muốn ăn trái khác mà chắc nhiêu đây được rồi cả nhà ơi, ngọt quá nó nhiều đường ăn cũng mệt người á. Tại mình mê quá nãy giờ mình ăn quá trời á nhà. Thôi bây giờ là mình bưng hai cái rổ đó mình đi về nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng anh Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye.